Chào các bạn, mình đang có trên tay hai cái chiếc Android Box Một chiếc là Kalinkit T-Box Plus và một chiếc là IK Eleview D5 Và trong video này thì mình sẽ làm một cái bài so sánh xem hai cái sản phẩm này thì nó khác nhau như thế nào nhá Và đầu tiên thì mình sẽ nói tới cái giá thành của hai sản phẩm này đi hai sản phẩm này thì nó sẽ có một cái mức giá chênh lệch nhau khá nhiều đấy mình ví dụ trên tay của mình là cái chiếc tế bốc plus phiên bản ram 4GB đi bộ nhớ trong 64GB thì cái mức giá hiện nay ở trên thị trường nó rơi vào khoảng tầm dưới 4 triệu thôi thế nhưng mà chiếc ikd 5 này chúng ta đang có một cái mức giá niêm yết là 8 triệu 8 hơn gấp đôi khá là nặng đô đúng không vậy thì giá nó chênh nhau như vậy thì nó khác nhau như thế nào chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu Rồi tiếp đến thì mình sẽ so sánh về cái phần thiết kế của hai cái sản phẩm T-Box Plus và IKD5. Rồi đây là hai cái chiếc Arabox đây rồi. Thì bên này là cái chiếc đến từ thương hiệu Kalinkit với cái mã là T-Box Plus. Còn đây là cái thương hiệu IK với cái mã là Eleview D5. Thì các bạn nhìn thấy luôn cái thiết kế của nó chính tâm luôn đúng không? thì về mặt thẩm mỹ ấy, thực ra là nhìn cái t box plus trông nó vẫn có vẻ là mềm mại và đẹp mắt hơn một chút còn với cái chiếc ik ở cái phiên bản d 4 thì nó có một cái thiết kế gần giống như là cái chiếc t box plus này này nhìn trông nó cũng đẹp mắt thế nhưng mà lên cái phiên bản d 5 này thì ik lại làm một cái thiết kế nó hơi bị đơn giản và cơ bản đấy ở các cái cổng giao tiếp thì đây các bạn sẽ xem đây thì chúng ta sẽ có các cổng giao tiếp thì nó cũng giống nhau thôi chúng ta sẽ có cổng usb c để cắm nguồn này rồi khe cắm sim đây cũng khe cắm sim thì cái phần khe cắm sim ở trên cái d 5 thì nó hơi khác một chút chúng ta sẽ phải có một cái khay và sử dụng que chọc sim thì mới sử dụng được còn ở đây thì chúng ta sẽ là lệnh chốt còn khe cắm thẻ nhớ thôi đấy. phía phía đằng sau đi thì cũng không có gì đặc biệt cả phía đằng sau này thì cái phần ô thoáng thoát nhiệt đấy của chiếc D5 có vẻ nhiều hơn còn ở trên cái chiếc Tbox Plus thì nó hơi ít rồi chúng ta xem xem còn những cái thông tin gì không đấy về cái phần thiết kế thì nó cũng đơn giản như vậy thôi và nếu như mà lựa chọn như mình chẳng hạn thì mình thích cái mẫu của chiếc Tbox Plus hơn Vâng về phần mềm thì mình sẽ đi tìm hiểu cái giao diện trước nhé Cái giao diện ấy nó tác động đến cái trải nghiệm rất là nhiều. Thì đây các bạn nhìn thấy đây là một cái giao diện chuẩn của Calikit box Plus thì ở phía bên trái đây các bạn sẽ có là đây là hiển thị bốn cái ứng dụng gần nhất nhé Nghĩa là chúng ta sử dụng bốn cái ứng dụng này gần nhất thì nó sẽ hiển thị ở đây. Cái này thì cũng rất là hay tại vì là mình trên box mà mình hay sử dụng cái ứng dụng gì thường xuyên thì nó hiển thị ở đây và sau đó thì mình bấm để thao tác nhanh, rất là tiện này ở phía dưới này thì nó là cái phần vào các cái ứng dụng này vào tất cả các cái ứng dụng thì nó đều ở đây hết nhé. còn nếu chúng ta muốn quay lại cái màn hình chính thì bấm home này ở phía bên trên này thì cái hiển thị kết nối nó nhỏ nhỏ xinh xinh và ở giữa đây thì chúng ta sẽ có cái phần bản đồ và cái phần bản đồ này thì các bạn cũng có thể thay được bằng cái bản đồ khác hoặc là ứng dụng khác thì đây mình sẽ vào cái phần setting cho các bạn xem thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái lựa chọn, các bạn có thể chọn YouTube hay là cái gì đó tùy ai hay sử dụng cái phần mềm gì và coi đó là quan trọng thì các bạn để hiển thị ra cái màn chính. Ví dụ như mình thì mình hay sử dụng bản đồ nên là mình sẽ để cái phần này là cái phần bản đồ chính. Vâng và ở khung bên trái của chiếc D5 này thì các bạn sẽ thấy là nó chỉ để các cái phần thông báo kết nối này. Thông báo kết nối này nhiều khi to quá để chúng ta nhìn rõ hơn nhưng mà thực chất thì chả cần to những cái thông báo kết nối này. Ở phía dưới này thì có các cái phím của Android thôi Nó có ở đây thì cũng khá là tiện Thế nhưng mà khi mà thiết kế ở đây rồi Thì tự nhiên là chúng ta sẽ mất một cái phần hiển thị các cái ứng dụng nhanh Cái ứng dụng nhanh đấy mình thấy cũng khá tiện đấy mình hay dùng một số những cái ứng dụng nó hiển thị sẵn đây thì việc thò tay bấm thôi cũng rất là tiện còn ở phía hiển thị chính đây thì nó cũng như là cái chiếc tế bốc thôi các bạn có thể thiết lập được cái bản đồ hay là các cái ứng dụng khác nhau không có vấn đề gì cả nhưng mà ở phía bên này này thì mới là sự khác biệt rồi và bây giờ thì sang cái bố cục bên này này uh, T-box Plus thì nó thiết kế với cái phần hiển thị các cái ứng dụng mà chúng ta thường xuyên sử dụng ở đây Các bạn có thể thay đổi được nha Ví dụ như là chúng ta muốn hay xem Youtube chẳng hạn đúng không Các bạn thay đổi ở đây Rất là hay Và ở phía bên trên này là cái phần hiển thị nghe nhạc thôi thì cái bố cục này nếu như mà ở trên màn hình rộng như các bạn nhìn thấy Thì nó sẽ có thêm một cái mục km trên giờ này nữa vào cái thời gian Còn nếu như mà chúng ta chuyển về cái màn hình mà tỷ lệ 16.9 thôi Và đương nhiên hiện nay thì rất là nhiều xe sử dụng cái màn hình đấy Chứ không phải là các xe đều sử dụng cái màn hình dài như thế này nhá Thì lúc đấy nó sẽ khuyết cái bên này đi Đấy các bạn sẽ chỉ có cái phần này thôi thì nó sẽ hiển thị được những cái này rất là tiện và đương nhiên Canon Kit cũng tính là cái phần bên này nếu có thì đẹp mắt và hay, còn nếu không có thì cũng chả làm sao. Còn ở bên D5 này thì các bạn thấy không? Ở giữa này thì nó lại đi nó thiết kế cái phần kết hợp với cái hệ sinh thái của IK. Thế nếu như bạn nào mà đang sử dụng cái hệ sinh thái của IK có cái cảm biến áp suất lốp hay là sử dụng cái G Speed này thì các bạn sẽ được hiển thị thông tin đầy đủ ở đây. Và đây là cái màn hình gần như là 21.9 thì nó sẽ hiển thị được khung bên này thì các bạn sẽ thấy là nó khá là đầy đủ. Nhưng mà nếu như mà ở cái màn hình 169 chẳng hạn thì chúng ta sẽ chỉ hiển thị được phía bên này thôi và chúng ta sẽ không hiển thị được phần này cũng hơi bị không hay lắm đúng không? Cái phần lựa chọn các cái ứng dụng nhanh thì với cái chiếc D5 thì nó lại đẩy sang bên này. Mình thì lại hay sử dụng cái này thế nên là mình thường là mình thích nó ở trong này hơn. Thì với DK này chẳng hạn nhé, mình ví dụ thôi. Thì thực ra là cái này có người dùng có người không dùng nếu như mà IK đẩy nó ra phía bên, bên này sau đó đưa cái mục này vào bên trong này giống như kiểu tế bốc plus ấy thì với những cái màn hình tỷ lệ 16:9 thì những người không sử dụng những cái sản phẩm hệ sinh thái của IK thì vẫn có thể hiển thị được. Nói chung là mình thích cái bố cục cái thiết kế của Kalin này hơn tại vì nó cảm giác như kiểu nó thiết kế để cho đại đa số người dùng có thể phù hợp hơn Về phần mềm ấy thì ở trên chiếc t Plus nó được thiết kế phổ thông. À, vì vậy nó sẽ có những cái ứng dụng cơ bản để cho người dùng trải nghiệm ví dụ như là YouTube này rồi những cái bản đồ Google Maps vân vân. Nhưng ở trên chiếc D5 thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một số những cái phần mềm mà được tích hợp sẵn do IK phát triển. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Thì ở trên này các bạn sẽ thấy một số những cái phần mềm có thể nói ở đây là nổi bật thôi nhá chứ còn có một số những cái phần mềm khác thì có ở trên CH Play đầy đúng không? Thế nhưng mà có những cái phần mềm phải mình phải nói là nổi bật đầu tiên đấy chính là cái G Speed này này. Đây là cái ứng dụng về cảnh báo giao thông, cái này rất là hay này. thì nó sẽ giúp cho các bạn chạy ở trên Google Map thế nhưng mà vẫn cảnh báo giao thông được thông qua cái data của G Speed cái này thì mình sẽ có những cái video nói riêng để cho các bạn tìm hiểu đây, cái G-SPEED nó cũng hiển thị ở trên cái khung này này. Tiếp đến thì nó sẽ có thêm cái ứng dụng nổi bật nữa đấy là cái phần cảm biến áp suất lốp. Nếu như các bạn mà mua thêm một cái cảm biến áp suất lốp của IK tương tác được với cái D5 này thì nó sẽ hiển thị cái phần thông số lốp ở đây các bạn sẽ nhìn thấy ngay đúng không? Với những cái chiếc xe mới hiện đại bây giờ thì cái phần cảm biến áp suất lốp nó có sẵn rồi. thế nhưng mà với cái dòng xe nó thấp hơn một chút không có thì hiển thị ở đây rất là hay. đấy đấy là những cái ứng dụng nổi bật. ngoài ra thì nó cũng sẽ có một số những cái ứng dụng khác ví dụ như là cái ra lệnh bằng giọng nói này. cá nhân mình nhá thì mình vẫn dùng kỳ kỳ chứ mình không dùng cái này đâu. đấy còn một số những cái ứng dụng này thì phải nói với các bạn là được IK người ta phát triển Thế nhưng mà nếu như không có những cái này Thì các bạn vẫn có thể cài từ CH Play một cách đơn giản thôi Không có vấn đề gì cả Rồi đấy là cái phần mềm thôi Bây giờ thì mình sẽ xăm soi qua thêm cái phần cứng của hai cái sản phẩm này nhá Thì để xem phần cứng thì đương nhiên mình sẽ dùng cái phần mềm IDA64 để xem chi tiết cái phần cứng của cái thiết bị này nó như thế nào Vâng và bây giờ thì mình sẽ nói qua một chút cái thông số kỹ thuật của hai cái sản phẩm này nhá. Thì cả hai cái sản phẩm này nó sẽ có một cái điểm chung, đấy là nó sẽ sử dụng cái con chip Qualcomm QCM6125. Đây là cái con chip có thể nói mạnh nhất ở thời điểm hiện tại dành cho những cái chiếc Android box. Và bộ nhớ trong hay là RAM thì nó sẽ có các cái lựa chọn cả hai sản phẩm này nhá. Đều có cái lựa chọn là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB hay là RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Rồi các thông số kỹ thuật các thứ mình có thể nói nó sẽ là tương đương nhau. Đấy, cấu hình sẽ là tương đương nhau. Thế nhưng mà cái phần hiệu năng thì nó có khác biệt nhau hay không? Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm để đo cái hiệu năng. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái hiệu năng của chiếc Taybox Plus này thông qua cái phần mềm Antutu Benchmark đây rồi, đấy. Ở đây thì mình cũng đã đo sẵn rồi và các bạn sẽ thấy là cái điểm ở đây đang được điểm tổng là 231.491 điểm Bây giờ thì mình sẽ xem tới cái điểm CPU CPU này, đấy, cái điểm này nó rất là quan trọng này 70.380 điểm Cái điểm GPU này thì chúng ta được 41.576 điểm Rồi mình sẽ xem cái điểm AnTuTu của chiếc D5 này nhá Xem là nó được bao nhiêu điểm nào AnTuTu đây, đấy ở đây chúng ta đang có cái điểm tổng là 211.145 điểm. Đây là điểm tổng thôi nhá. Còn cái điểm CPU thì ở đây chúng ta có 66.993 điểm và cái điểm GPU à, 40.077 điểm. Hai cái điểm này nó sẽ tác động tới cái hiệu năng của bốc khá nhiều. Và ở đây thì chúng ta đã thấy là cái điểm CPU nó thấp hơn một chút so với cái Tbox Plus. Rồi và bây giờ thì mình sẽ xem cái điểm ben 5 của chiếc Tbox Plus nhá. Đây Ben 5 đây. Đây cũng là một cái ứng dụng khá là phổ thông khi mà dùng để đo hiệu năng của những cái thiết bị Android Thì mình cũng đã cài đặt sẵn rồi đúng không? Xem phần history này Thì ở đây chúng ta sẽ có cái điểm đơn nhân được là 267 điểm Và điểm đa nhân là 979 điểm Và bên D5 thì mình cũng mở cái ghi V5 cho các bạn xem luôn cái thông tin điểm nào Đấy, thì ở đây mình cũng đã đo sẵn rồi. Cái điểm đơn nhân ở đây nó sẽ được 273 điểm và điểm đa nhân ở đây thì nó là 933 điểm. Thực ra thì cái điểm này nó có một cái sự chênh lệch thế nhưng mà ở cái mức độ chênh lệch này thì nó cũng không phải là lớn lắm đâu. Ok, như vậy thì mình cũng đã so sánh xong cho các bạn hai cái sản phẩm một là Kalenkit Tebok Plus, hai là IK D5 thì các bạn thấy cái sản phẩm nào nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình thì các bạn lựa chọn thôi với ikd 5 thì các bạn sẽ có một cái cấu hình tương tự như karinkit tbox plus thế nhưng mà nó lại có thêm một số những cái phần mềm do ik phát triển và kết hợp thì rất là hay tuy nhiên thì cái mức giá của nó lại hơi bị nặng đô đấy nếu như mà các bạn mà thấy cái mức giá đấy phù hợp thì các bạn có thể lựa chọn còn nếu như mà các bạn muốn tối ưu về kinh tế tài chính thì các bạn có thể lựa chọn cái chiếc karinkit tbox plus Kể cả nếu như các bạn mua thêm những cái bản quyền đang rất là phổ cập hiện nay như là Vietmap Live hay là Vietmap S2 đưa vào cái chiếc Kali kit này thì cái mức giá nó cũng vẫn cứ rẻ hơn khá nhiều so với chiếc IK. Tuy nhiên thì IK nó vẫn còn một cái lợi thế nhỏ nhỏ nữa nha. Đấy là nó được bảo hành 36 tháng và đây là một cái thương hiệu ở Việt Nam. Vì vậy cái vấn đề về hỗ trợ bảo hành ở Việt Nam mình tin là nó sẽ rất tốt ok và nếu như các bạn quan tâm tới hai cái sản phẩm này thì các bạn chú ý ở dưới phần mô tả nhé mình sẽ để lại cái link mua hàng cho các bạn tham khảo chắc chắn ở đấy sẽ có một cái mức giá rất cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay rồi và video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại